tin tưởng nhé. Cảnh hôm nay rất đẹp, các thầy là rất là bận rộn. Đây chùa tin tưởng nhé các bạn nhé, chùa tin tưởng nhé, chùa tin tưởng rất đẹp.
nước uống trà thì tuyệt vời ấy. Bếp lửa lên này rất là đẹp. Bay thì con phải đi sớm, bây giờ muộn rồi thầy ơi. Ngày mai để ngày mai con bay. Tại vì bay là con phải tính thời gian thời tiết nó đẹp, mình quay cảnh mà đúng không? Vâng. Tại vì lúc sáng bạn Nga bạn ấy nói là con vẫn chưa định hình được cái công việc của con. Bây giờ con tạm quay những cái cảnh này một chút cảnh này trước để mình giới thiệu cho bà con. Vâng. Quay bản đồ nhá. Mệt này đấy, mệt liền nhé, rất là đẹp. Con quay cái này xem là ngày mai có phối hợp với quả lấy cam nữa này. Vâng. Dạ. Đi câu mỗi người một sâu, nhớ câu nhìn thật. Để ngày mai thì bỏ sâu chuỗi lên nhà bà có quay nữa. Cái chỗ này là sâu chuỗi. Vâng, đây con chỉ quay giới thiệu thôi, còn ngày mai nó chi tiết hơn vâng. Đây là tư vị sắc. Để thầy giới thiệu sơ qua để cho bác biết. Đây là không căng ảnh, ngày mai nó có xíu nữa thầy mới bán. Căng ảnh tất nhiên chưa.